Amazing Paul. Bây giờ thì anh ta lại quay trở lên với một tình huống dịch chuyển để phá đi cái nhà lính của đối phương. Một nỗ lực rất nhanh tay tới từ Paul khi biết rằng Zaban không còn đóng lồng, nhưng Paul không còn tốc biến. Và bây giờ thoát thế nào với cái bài xanh đang còn trên người đây? Tất cả những nỗ lực của anh ta chỉ là câu kéo khoảng thời gian mà thôi. Bấm đồng hồ Cajonia và Huni. Cool. Ai cool không? Lá cờ là sát thủ phép. Mà anh ta cool đến cái mức mà đi và quay lại cắm cờ thôi. Và giữa đỉnh đầu của đối phương, và đối phương nó phải lên bảng đếm số. Một tính toán, lại một cuộc đi buôn nữa. Lỗ của S của game mình, khẳng định là lỗ. Bây giờ thì họ có thể sẽ đứng trước một cái nguy hại. Mối nguy hại là mất nốt cái nhà lính khu đường dưới này trong khoảng thời gian rất dài, khi mà Paul đang nằm trên bảng điểm số, nó còn 16-15 giây nữa. Nhưng mà các thành viên đội tuyển Fnatic đã tràn vào nhanh chóng để ngăn cản những tình huống phòng ngự đến từ F của Gaming rồi. Không có cơ hội nào dành cho F của Gaming để phòng ngự cái trụ thứ ba khu đường dưới này cả, cái nhà lính này cả. Bởi vì đó là cái đội hình, đó là mẫu xạ thủ, nó không phải là Kalista, không phải là Tristana mà không gây ra được áp lực. Đúng rồi. Dây tầm bắn rất ngắn và mạnh chỉ ở pha cấu máu của mình mà thôi. Cấu máu và khả năng là lao vào sồ và hạ gục một mục tiêu đơn lẻ với cái bộ chiêu thức của mình. Đây các bạn đang được nhìn vào biểu đồ về lượng tiền kiếm được của cả hai bên thì nó có lúc thăng lúc trầm. Nhưng nửa trận đấu tức là 25 phút đầu tiên, xin lỗi các bạn là 21-22 phút đầu tiên, là S của Gaming nắm toàn bộ cái lượng kinh tế trên cái bản đồ này khi họ hơn đối phương dao động từ khoảng 1.000 cho đến khoảng 5-6k tiền. Nhưng sau đó ngay lập tức thì Fnatic đã gỡ lại chỉ bằng một giao tranh. Và với những sai lầm mang cái màu sắc cá nhân, và đặc biệt là cái cú bấm nhầm nút của Dev, nó đã gần như là nó cho cái lượng kinh tế đó ngược lại Fnatic. Và một cái điều quan trọng hơn là cái tâm lý thi đấu, Fnatic đã kiếm lại một cách hoàn toàn, thậm chí là dư thừa luôn. Bây giờ thì Dev đã hoàn thành thực sự xong cái món trang bị đấy rồi. Nó chính là tam hợp kiếm dành cho Jayce trong tay của Dev. Anh ta đang sở hữu được một lượng dường sát thương trong khoảng thời gian ngắn là rất lớn, với những điểm tích tụ, với những cái bộ kỹ năng trên dạng búa của mình. Nhưng anh ta có áp sát được vào Kennen, anh ta có tỉnh để có thể gây ra lượng sát thương đấy hay không? Đó là câu chuyện hoàn toàn khác, khi Kennen vẫn luôn luôn chầu trực ít nhất là 3 lần làm choáng trong những tình huống một đấu một. Chắc chắn sẽ là 3 lần làm choáng. Ngoài chiêu cuối liên tục nháy vào đầu, ngoài những kỹ năng như QWE ra, Kennen này là còn bắn siêu nhanh nữa chứ. Bắn siêu nhanh và bắn đa mục tiêu nữa, rất khó chịu. Và làm sao để cho Dev có thể tay đôi lại với Kennen trong giải của Rek lại đấy? Nó gần như là mẫu xạ thủ tay đôi vô đối vậy. Kennen nói chung là mẫu xạ thủ tay đôi gần như là vô đối, với địa hình khống chế có thể bạn cộng dồn lên người của xạ thủ đối phương được. Và nhất là giao tranh tổng là một cái giao tranh yêu thích của xạ thủ Kennen, đang có những chiến thuật không mất máu, nhưng cái cú bắn không mất máu, Renover bị kéo, Korowan muốn lao ra tạo áp lực cho Renover, nhưng điều đó là hơi bị không quá là tạo cho Renover những áp lực. Anh chàng này quay về với 60% máu của mình và vẫn tiếp tục cái chiến dịch này. Họ vẫn muốn lấy được ít nhất là cái trụ thứ ba khu vực đường trên. Huni đâm thẳng vào, tốc biến lên làm choáng Riglet. Riglet bị ném tung rượu nổ. Riglet lên bảng đếm số trong nửa tích tắc mà thôi. Clear up gần như là bốc hơi. Anh ta lên bảng bằng cái cú nhảy chiêu cuối đã địa chấn, nhưng đang tan vỡ là những gì tôi có thể nói về Fnatic. Phải chăng đây lại là một tình huống đáp lễ trả lễ dành cho S của Gaming hay không, khi mà lần này sai lầm cá nhân lại thuộc về Riglet. Và đang chạy là Fairhaven vẫn có những tín hiệu muốn đuổi theo, và có lẽ sẽ đi tắt đón đầu là Korowan với một tình huống trượt lên phía bên trên bờ sông. Anh ta sẽ đuổi kịp. Anh ta sẽ đuổi kịp Fairhaven chắc chắn là như vậy. Ô, Fairhaven nhận ra rồi, quay lại, quay luôn. Ngược trở lại. Hai bên đuổi nhau mà tôi cảm giác rằng nó giống như một trò kéo co thì đúng hơn. Và khi quay ngược trở lại là Dev. Lúc này thì Dev đúng là có đủ được sự tự tin khi đối phương nó mất đi cái gì trên trọng. Hơi lãng phí bùa lợi Baron, lúc ấy chắc là cũng hết rồi, nhưng mà lãng phí về cái lợi thế, về lượng tiền chênh lệch, lãng phí về mặt thế trận. Fnatic đã quăng trận đấu này đi chưa? Nói là quăng thì hơi ghê gớm quá, nhưng có lẽ đây là một lời đáp lễ trả lễ của Riglet cho người bạn của mình bên kia hay không. Tôi nói vậy chỉ là mang màu sắc gọi là nó so sánh thôi, chứ không hề có ý mỉa mai một ai cả. Nhưng đây, rất lỗi là Riglet khi bị trúng cái lá bài vàng. Tất nhiên là Paul, cái phản xạ của Paul là hoàn toàn tốt. Trước đó là cú cấu máu rất đau nữa, và Paul đã tốc biến lên để ném thẳng bài vàng vào Riglet. Kèm theo đó là clear lớp với một pha thùng rượu nổ không thể nào đẹp hơn. Dev kết liễu mạng người bạn đồng đội của mình, người bạn của mình, với những tình huống tích tụ và thêm cả nội tại của thủy kiếm trong tay một kiếm ở dạng bắn xa nữa. Sau đó anh ta muốn lao ra, lượng sát thương anh ta nhồi vào với dạng búa của mình nó thực sự là rất nhiều. Và nếu như không có những hiệu khống chế được dồn lên thì tôi nghĩ rằng với cái lượng máu đang sở hữu trên người Riglet kia thì Dev hoàn toàn có thể ngay lập tức triệt hạ nó đi chỉ trong tầm khoảng thời gian 2 giây mà thôi. Đến bây giờ thì Riglet có được khăn giải thuật rồi. Đấy là một sự khác biệt hoàn toàn, bởi vì nếu như so sánh những tình huống vừa rồi có khăn giải thuật
không bao giờ Rocklet gặp phải. Đây đây đây, những con số không hề nhá, tôi không hề mỉa mai, những con số mà bên phía nhà tổ chức cung cấp cho chúng ta để thấy cái lượng chênh lệch. Và lần này thì con số 0 của Rocklet đôi khi nó còn cả xấu hơn cả Dep nữa. Xấu hơn cả là 170 mấy đam lúc của Dep. 98 của sát thương của Dep nó còn ổn hơn so với những gì Rocklet có thể làm được. Và cái lượng sát thương vừa rồi mà Dep gây ra tất cả nó chỉ đến từ cái kỹ năng W ở giặt búa mà thôi, tức là lan lan ra xung quanh ấy. Đúng rồi. Nó chẳng có bao nhiêu cả, nhưng nó đốt vào một vài thành viên vào được 198, tức là coi như anh ta cũng đứng im bất động từ đầu cho đến cuối pha giao tranh đến khi mà anh ta cần phải lên bảng điểm số mà thôi. Và bây giờ thì cái lợi thế đường dưới kia nó cũng không còn là quá triệt để nữa dành cho các thành viên đội tuyển Fnatic khi Tuyết Phết đã có khả năng phòng ngự rất ổn và di chuyển rất nhanh để đỡ đi những đợt lính đẩy lính này. Đương nhiên cái điều mà vừa rồi tôi đã nói với Pon, tức là nếu anh ta có nhiều máu nhưng anh ta không có lên kháng phép thì anh ta vẫn sẽ đơn giản phải nằm xuống trong một pha combo phép Riven mà thôi. Điều đó thì Pon cũng biết và Pon đã lên cho mình cái áo choàng bạc để đảm bảo chắc chắn hơn rằng là một combo của anh tôi không thể nào mà nằm xuống được. Và nếu như tôi câu kéo được một combo đấy thì những người khác, những người đồng đội của tôi sẽ được chơi trong cái khoảng thời gian mà Victor chưa hồi lại được cái bộ chiêu thức của mình. Và nhà lính ở vùng đường dưới đã hồi, chính thức trận đấu được đưa trở lại với thế cân bằng dành cho cả hai đội tuyển. Và con Baron đang được ăn đi rất nhanh. Và Tuyết Phết đang bay ra với cú dịch chuyển của mình, nhưng vị trí đáp xuống không phong thủy cho lắm. Để xem Rask có bao giờ không đây. Con Baron thuộc về Fnatic ra bán combo được 3 thành viên, úp lồng được 4 thành viên. Và Death bắn một cách điên cuồng nhưng có ăn thua hay không mà thôi. Fiora lùi ra phía bên ngoài, Death lùi ra phía bên ngoài, Corwin và Death không còn máu. Renover là người đuổi theo và Renover có cơ hội để hạ gục cả hai người này. Thậm chí Rakelet còn lên để đảm bảo chắc chắn rằng trận đấu nó sẽ kết thúc với những tình huống quét gần như là sạch đối phương nữa cơ. Và Fiora dịch chuyển về. Đây là sự dịch chuyển để nhằm bảo toàn tính mạng mà thôi, chứ nó không thể cứu vãn được trận đấu này nữa rồi. Fnatic họ đang có một quỹ thời gian là hơn 30 giây, vì cái người mà xuống sớm nhất là coi như là Threat thì không tính, còn mười mấy giây là xuống coi như không tính, bởi vì sức phòng thủ của Threat là gần như bằng con số 0 trước một cơn bão toàn những lính siêu cấp. Xong. Lại có thêm cả Wood bù lại Baron như thế này. Corwin biết là mình phải làm như vậy, biết phải làm như vậy mà thôi, không còn điều gì khác cả. Còn nếu như anh ta muốn bảo vệ KDA của mình thì anh ta đứng ở trong bãi đá cổ. Trận đấu đã kết thúc với những sự thăng trầm khác nhau giữa cả hai bên trong từng khoảnh khắc trong từng giai đoạn trận đấu, nhưng cái điều quan trọng tên của cuộc chiến thắng là Fnatic. Và bây giờ chúng ta bắt đầu phải điểm lại cái trận đầu tiên. Chúng ta đã có một vài những nhận định về kèo đối đầu của đứng trên, thì đấy, Muri đã thể hiện nó bằng việc là anh ta chấp nhận cái kèo đấu thua luôn và anh ta sẽ bước tới những pha giao tranh một cách điên rồ như thế nào. Những pha combo của anh ta đạt được hiệu số chuẩn xác cực kỳ cao. Và thêm vào nữa, với chất tướng là vị tướng Zavan, trong những tình huống đẩy đường bạn rất khó để có thể bị đối phương bắt lẻ được. Đúng. Với những tình huống combo thoát thân đi với những cái tốc biến và rất nhiều những bộ chiêu thức khác, Death thực sự cảm thấy hơi buồn chút xíu với trận thua này, nhưng tôi nghĩ rằng một phần nào đấy nó cũng là tất yếu mà thôi. Cả hai bên đều đã đưa ra cho người xem những cái trải nghiệm ban đầu rất thú vị về một cặp đấu tứ kết, và chắc chắn nó sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết với những sự lựa chọn đem ra cực kỳ bất ngờ. Nếu như gạt qua những lỗi cá nhân của khá nhiều những người chơi trong trận đấu này, có cả những người chơi đường trên đã một vài những tình huống nó hơi lỗi cá nhân một chút, thì tôi muốn nói đó là cái cách định hình chiến thuật của Fnatic là rõ ràng hơn và họ đưa được cái chiến thuật đó áp dụng vào trận đấu này một cách triệt để hơn. Đặc biệt là cái giao tranh cuối cùng các bạn thể thấy là đóng lồng, sau đó là bão điện tử, sau đấy là bão sấm sét, và những cú ném ở diện rộng của Kennen nó y hệt như trong sách giáo khoa, thậm chí là sách giáo khoa cũng chẳng thể nào viết hay được hơn như thế. Một phần là do đối phương với cái cú dịch chuyển đó thì thực phết đến nó cũng có một phần nó hơi ở cái thế nó không đắc địa, và thêm nữa là cái hiệu ứng tâm lý nó bị giảm cực mạnh khi mà Rek'Sai là người giữ lại được con Baron. Chính xác, rất nhiều những yếu tố như vậy nó cộng dồn lại, và thậm chí rằng trong pha giao tranh đấy thì tất cả các thành viên của đội tuyển Fnatic giống như anh em đã nói, họ tập trung lại với nhau thành một cái cục tròn rất nhỏ mà thôi. Và điều đấy đương nhiên nó đồng nghĩa với việc là họ sẽ bị dính một nguồn sát thương bên ngoài vào trên diện rộng là cực kỳ lớn. Nhưng kể cả họ có bị dính một nguồn sát thương lớn như vậy, cái sức chống chịu của họ vẫn đủ, và cái nguồn hiệu ứng khống chế của họ lan tỏa xung quanh khiến cho thành viên đội tuyển Edward Gaming sau một lần gây sát thương mà thôi. Bởi vì đó là Jace, bởi vì đó là Tuyết Phết, những sát thương trên rộng của họ chỉ có một lần, và sau đó họ cần một quỹ thời gian rất dài để có thể hồi lại và tiếp tục nhồi nó vào một lần nữa. Corwin tất cả chỉ là sát thương giống kiểu là đơn mục tiêu mà thôi, và bất lực trong cái việc lựa chọn đội hình về cái dặn cuối trận như vậy để đối phương ép giao tranh thì đó là sai lầm của Edward Gaming rồi. Và có lẽ là bây giờ chúng tôi phải nói lời tạm biệt các bạn. Sau vài phút nữa chúng ta sẽ đến sớm thôi với trận đấu thứ hai của cặp tứ kết thứ ba chung kết thế giới mùa năm.